Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng lắc lư truyền hình nói nhịu. Nhiều người đã hoan hỉ khi biên tập viên Thu Hương của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam VTV ngỏ lời xin lỗi những người bán hàng rong và quý vị khán giả. Sự kiện một biên tập viên của VTV nhận định những người bán hàng rong ở thành phố Hồ Chí Minh là ký sinh trùng khiến nhiều người, nhiều giới phẫn nộ. Sau đó, biên tập viên này đã ngỏ lời xin lỗi trên trang Facebook của ông ta, song công chúng không đồng tình. Theo công chúng, đó không đơn thuần là lỗi của cá nhân, do vậy chính VTV phải xin lỗi. Đây là hình ảnh biên tập viên Thu Hương thay mặt ban biên tập chương trình để xin lỗi khán giả sau sự cố VTV gọi gánh hàng rong là ký sinh trùng gây phẫn nộ dư luận khắp nơi trên cả nước. Tuy nhiên, tưởng rằng VTV đã xin lỗi là tưởng bở. Trong bản tin tài chính và kinh doanh phát vào ngày 19 tháng 8, biên tập viên Thu Hương chỉ thay mặt ban biên tập chương trình để xin lỗi. Và nếu thử nhìn vào cơ cấu tổ chức của VTV, ắt sẽ thấy biên tập viên đã phạm lỗi khi thực hiện bản tin tài chính kinh doanh phát vào sáng ngày 17 tháng 8 là nhân viên trung tâm tin tức VTV24. Bộ phận này thuộc ban thời sự và VTV có chừng 40 bộ phận như ban thời sự. Nói một cách khác, xét theo cơ cấu tổ chức của VTV, ban biên tập chương trình vừa đứng ra nhận lỗi chỉ là tạm thời và chưa đủ. Cho rằng VTV xin lỗi là nhận rằng VTV vốn nổi tiếng vì tạo ra vô số scandal, từ những sai sót do lỗi về kiến thức, dựng và đưa tin giả, trích thượng xúc phạm nhiều giới, ví dụ như trẻ không may tự kỷ và người đồng tính, xâm phạm tác quyền và không phải tự nhiên mà từ điển trên mạng Wikipedia có một mục riêng liệt ra những bê bối của VTV, nhưng gần như chẳng bao giờ nhận lỗi. Trước đã vậy và giờ cũng thế thôi. Và dưới sự chỉ đạo tài tình và sáng suốt của ông Trần Bình Minh từ năm 2011 cho đến nay, VTV chưa bao giờ có sai sót đáng kể nào đến mức phải xin lỗi. Có thể vì việc VTV lên tiếng nhận lỗi sẽ làm suy giảm giá trị của ông Minh, một ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự trịnh thượng của VTV đã khiến ký sinh trùng trở thành giọt nước làm tràn ly phẫn nộ là điều có thể hiểu được. Nhưng đòi VTV xin lỗi và hài lòng khi biên tập viên Thu Hương thay mặt ban biên tập chương trình nhận lỗi thì giống như nhẹ dạ mà thôi. Đây là hình ảnh nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc bên phải chụp ảnh chung với nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn tại Đà Nẵng vào hôm 18 tháng 6 năm 2020. Ông Nguyên Ngọc hiện vẫn sống khỏe mạnh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 31 tháng 7 năm 2020, nhân phát biểu kỷ niệm ngành tuyên giáo, lại đọc tên Nguyên Ngọc và ca ngợi rằng nhà văn Nguyên Ngọc đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Thủ tướng đọc tên 8 người hy sinh thì trong đó nhầm đến 5 người không hề hy sinh trong chiến tranh. Và như vậy thì chẳng phải VTV mà bản thân chính phủ Việt Nam cũng vậy. Cách nay khoảng 3 tuần khi đến dự buổi gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc một diễn văn trong đó ca ngợi 8 nhà văn đã ngã xuống khi kháng chiến chống Mỹ như chiến sĩ và công chúng đồng thanh ồ cười. Vì tới 5 trên 8 nhà văn mà ông Phúc ca ngợi như những liệt sĩ chưa bao giờ hy sinh. 4 người mới qua đời và 1 người vẫn còn đang thở rất đều. Sau scandal vừa đề cập, chỉ có ban tổ chức buổi gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhận lỗi với Thủ tướng, các văn nghệ sĩ và thân nhân bạn đọc vì đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin tư liệu về thân nhân một số văn nghệ sĩ để xây dựng dự thảo bài phát biểu của Thủ tướng. Ban tuyên giáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp trên của ban tổ chức buổi gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cũng lên tiếng nhận lỗi, nhưng chỉ nhận lỗi với Thủ tướng mà thôi. Còn ông Thủ tướng Việt Nam thì sao? Ông Phúc cũng không thèm nói một tiếng nào. Dường như không chỉ ông Phúc mà cả hệ thống chính trị, cả hệ thống công quyền của Việt Nam cùng thấy ông Phúc hoàn toàn vô can. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 31 tháng 7 năm 2020. Nếu đoạn này không sai, như trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không ít văn nghệ sĩ ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như nhà văn Anh Đức, Nguyễn Thi, Nguyễn Sáng, Phan Tứ, Nguyễn Trung Thành, Trần Hiếu Minh, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý, tạo nên dáng đứng Việt Nam và tạc vào thế kỷ, tô thắm hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, anh giải phóng quân. Đó chắc chắn nhận định riêng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc để đính kèm những ý kiến chỉ đạo khác về trách nhiệm trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ với Đảng và Chính phủ. Còn khi những dữ liệu đó trong đoạn vừa dẫn được xác định là sai và trách nhiệm liên quan đến việc công khai truyền bá những thông tin sai lệch ấy tại một sự kiện chính trị chỉ được xác định là thuộc về phía chuẩn bị thông tin tư liệu,
thì có khác gì xem Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng của Chính phủ Cộng hòa cho chủ nghĩa Việt Nam chỉ như một người đàn ông biết đọc mà thôi. Và xuất hiện cũng là chỉ để chứng tỏ biết đọc, chứ không có khả năng phân tích đúng sai, nên không thể và không bao giờ nhận trách nhiệm. Cũng qua trường hợp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đột nhiên tặng danh hiệu liệt sĩ cho 5 nhà văn chưa bao giờ hy sinh, và trường hợp VTV nhập nhằng khi ngỏ lời xin lỗi để xoa dịu dư luận, có thể thấy ở Việt Nam khó mà có thể xem những lời xin lỗi từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống công chức đơn thuần là nhận lỗi. Những lời xin lỗi ấy mang dáng dấp của những động tác kỹ thuật mà các cầu thủ bóng đá thường sử dụng trên sân cỏ để lách qua đối phương để tiến về phía trước ghi bàn thắng tiếp. Cũng nhân sự kiện VTV gọi nghề gánh hàng rong là ký sinh trùng, nhà bình luận Phạm Minh Vũ có bài viết với tựa đề Ký sinh trùng Chúa, nội dung như sau. Hơn 16 tháng qua, ông ta chỉ xuất hiện trên TV không quá 10 lần. Và đây là hình ảnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây rất ít xuất hiện. Và ông ta làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, thành viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đại biểu Quốc hội, trưởng ban chống tham nhũng, kiêm tư lệnh các lực lượng vũ trang, là một người nắm giữ hầu như trọn vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Nhưng những lần xuất hiện của ông ta chỉ làm quanh mỗi việc đánh phe cánh, làm công tác nhân sự, cảnh báo công đoàn tránh các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng. Và chủ quyền lâm nguy, ông ta mặc kệ. Dịch bệnh tràn lan, ông ta lơ là. Trung Quốc gây hấn có hành vi xâm phạm chủ quyền, ông ta cũng ngó lơ. Dân tình kêu ca đói khổ vì dịch bệnh thì ông ta phớt lờ. Vậy mà ông ta ăn không dưới 10 lương, hưởng những đặc ân có lẽ đệ nhất thiên hạ. Và mặc dù đi không nổi, phải ngồi xe lăn, vậy mà còn xúi cho đám tuyên giáo rộng đường dư luận là ông ta sẽ ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa. Và một kẻ tham ô quyền lực, già nua lu lẫn, ăn hại trên xương máu của nhân dân, cúi đầu trước giặc tàu như thế mà cứ muốn ngồi mãi. Và thử hỏi, nếu không gọi ông ta là ký sinh trùng Chúa thì gọi là cái gì? Và cũng theo dòng thời sự của VTV, gọi gánh hàng rong là ký sinh trùng, nhà báo Đỗ Ngà cũng đưa ra nhận định trong bài viết vừa cướp chén cơm, vừa đá văng chén cháo, vừa miệt thị người ta thì chỉ có thể là cộng sản. Đây là hình ảnh được cắt ra từ một video quay được vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 cho thấy ba người trong tổ công tác của Công an phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội đang giằng co với bà cụ bán cam, một người chọn từng quả cam để lấy vào bao gọi là tịch thu trong tiếng kêu thảm thiết của bà cụ bán hàng rong. Dân mạng chia sẻ và gọi đây là hành vi ăn cướp cam của bà cụ hàng rong. Và trong một phóng sự vào sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020, VTV đã gọi người bán hàng rong nghèo khó là ký sinh trùng, một cách dùng từ đầy miệt thị với tầng lớp nghèo khổ của đất nước. Sau khi mạng xã hội phản ứng dữ dội, thì sứ ngôn viên Anh Quang của đài này đã lên Facebook xin lỗi chỉ với tư cách cá nhân. VTV mang mác là đài truyền hình quốc gia, nhưng thực chất nó là đài truyền hình của đảng. Mọi bản tin trước khi lên sóng đều phải qua bàn tay kiểm duyệt. Vậy mà từ ký sinh trùng vẫn lọt qua được và lên sóng. Chỉ cần một ý nào người soạn mà ban kiểm duyệt không đồng ý thì sẽ bị chặn lại ngay. Vậy nên từ ký sinh trùng được lên sóng cho thấy một điều rằng quan niệm của những người đang làm trong VTV là thống nhất. Tất cả bọn họ đều xem những người bán hàng rong là một thứ ký sinh trùng ăn bám. Và đây không phải là một tai nạn như lời xin lỗi mang tính chiếu lệ tay sứ ngôn viên kia, mà nó là một tư tưởng mang tính hệ thống trong Đảng Cộng sản hiện nay. Tuy Đảng Cộng sản nhân danh giai cấp cùng khổ, nhưng chính nó lại là kẻ gây nên sự khốn cùng cho các giai cấp cùng khổ, chứ chẳng có ai khác. Cộng sản vì dân nghèo thì tại sao từ bao nhiêu năm qua họ cứ xu công an, đám dân phòng, ưng khuyển đi đạp đổ, cướp phá chén cơm của những người bán hàng rong khắp nơi trên đất nước này. Họ vì dân nghèo thì họ đã không làm vậy. Vậy nên câu miệt thị hôm nay trên VTV không phải là một tai nạn, mà là một câu nói ra tư tưởng vốn có của những người cộng sản. Nhà bình luận này nói tiếp, thực ra nếu không có cộng sản thì đất nước này đã không mất tiền vì bọn quan tham bốc hốt. Nếu không có cộng sản thì đất nước này đã không mất tiền cho những tượng đài ngàn tỷ, cổng chào trăm tỷ. Nếu không có cộng sản thì đất nước này đâu mất tiền cho vô số dự án thua lỗ hàng tỷ đô. Nếu không có cộng sản thì đất nước này đâu mất tiền cho những chương trình vô dụng như đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Chính Đảng Cộng sản đã làm nghèo đất nước bằng cách như thế đấy. Và vì làm nghèo đất nước nên mới phải đẩy nhân dân phải bươn trải mưu sinh đến như vậy. Vậy thì nói cho cùng, Việt Nam xuất hiện một lượng người bán hàng rong đông đảo như hiện nay là do chính Đảng Cộng sản gây ra chứ không ai khác. Đây là hình ảnh những người bán hàng rong thường bất kể mưa gió khi chưa bán hết hàng.
một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO được đưa ra cho thấy số người lao động phi chính thức, trong đó có một tỷ lệ lớn là người bán rong, lên đến trên 18 triệu người trong tổng số dân hơn 90 triệu người của Việt Nam tính vào năm 2016. Và trên thế giới có nước nào tham nhũng cao mà dân được hưởng phúc lợi hay đâu? Những nước như Úc, Canada, New Zealand đều là những nước có chính quyền cực kỳ trong sạch. Cứ như vậy, mức độ tham nhũng càng tăng thì nước càng nghèo, phúc lợi càng giảm. Như vậy, rõ ràng là chính tham nhũng đã cướp mất phúc lợi của dân, đút đầy túi tham và đẩy họ vào thế phải tự bươn chải kiếm sống. Đã cướp nhà người ta, đẩy người ta đi bán hàng rong rồi, còn miệt thị người ta là ký sinh trùng, thì còn gì khốn nạn bằng. Thực ra, buôn bán là hình thức mua đi bán lại để kiếm lời, dù cho đó là công ty thương mại tỷ đô hay một người bán hàng rong có vốn chừng 50 đô, thì họ đều giống nhau về bản chất và chỉ khác nhau ở quy mô mà thôi. Vậy thì cớ sao gọi những người bán hàng rong là ký sinh trùng? Bản thân những công ty như điện lực EVN cũng mua đi bán lại, Petrolimex cũng mua đi bán lại, tại sao không gọi những ông đó là ký sinh trùng mà lại dùng từ này với những người dân nghèo? Tại Thái Lan, chính quyền ở đây không bao giờ cho cảnh sát đi cướp phá, đập đổ chén cơm của người bán hàng rong như Cộng sản Việt Nam đang làm. Nhà nước đã không lo cho họ được đã là một lỗi rất lớn, cớ sao đập đổ chén cơm của họ? Vừa cướp mất chén cơm người nghèo, vừa tàn ác đạp đổ tô cháo loãng trên tay của họ, vừa miệt thị họ là ký sinh trùng, ăn bám, thì có thể nói chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm được. Và phải vừa tham lam tột cùng, vừa vô trách nhiệm đến tột cùng, vừa khốn nạn đến tột cùng thì cũng mới có thể giơ tay làm điều đó. Và đất nước do Đảng Cộng sản cai trị, những kẻ ăn cướp thì được vinh danh là anh hùng, những người làm ăn chân chính thì bị xem là ký sinh trùng, ăn bám, thời mạt Pháp, khốn khổ cho đất nước, khốn khổ cho dân tộc. Nhà báo Đỗ Ngà đã kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020 với bản tin Thủ tướng lắc lư, truyền hình nói nhịu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.